Hi, xin chào các bạn. Thì bây giờ Thọ đang ở Lăng Từ Đức, ở Huế. Thì hôm nay cũng rất là háo hức, rất là vui được khi mà được đặt chân tới đây. Hôm nay đi khám phá cho biết cái Lăng Từ Đức như thế nào. Tại vì cái nơi đây cũng khá là hấp dẫn và nổi tiếng ở Huế. Một điểm nơi cần đến tham quan khi mà bạn tới Huế chơi nha. Thì bây giờ Thọ sẽ đi khám phá và tham quan cái Lăng Từ Đức này sẽ có những cái gì để giới thiệu cho các bạn biết. Thì hôm nay còn trong mùa dịch Covid nên giá vé dành cho khách tham quan được giảm 50% nha. Thì đây là cái vé Thọ mới vừa mua cái vé. Thì cái đây là cái vé vào cổng, thì bình thường cái giá nó là 150.000 một vé. Thì hôm nay vì dịch Covid nên giảm 50% nên chỉ còn có 75.000, rất là rẻ. Cái ba giá này rất là ok khi mà các bạn vào tham quan một cái điểm hấp dẫn như thế này. Thì cũng nên đến, nên giờ Thọ sẽ quay cái quang cảnh cái cổng cho các bạn xem nha. Đây là cái cổng khi vào lăng đó, cổng rất là lớn. Đó, đây là cái cổng vào Lăng Từ Đức. Ở đây là quang cảnh ngoài đường. Tại mặt trời chói quá nên khi quay nó không được đẹp. Đó, cái quang cảnh ở phía ngoài. Cái cổng này nhìn nó rất là cổ, rất là đẹp. Đây là cái tên của cái lăng à. Đây là cái Lăng Từ Đức nha. Chắc cái lăng này cũng có rất là từ là lâu đời rồi, lâu năm rồi. Nên nhìn nó có rêu phong, có cỏ, nhìn nó rất là cổ. Và bây giờ Thọ sẽ dẫn các bạn vào tham quan lăng nha. Và bây giờ chúng ta đi thôi, let's go. Bây giờ Thọ đã vào được cái cổng rồi nha. Thì cái cổng vào ở đây cũng là cổng tự động, có bảo vệ canh giữ. Thì các bạn cứ cho cái thẻ vào cái thùng tự động, nó sẽ cho các bạn vào thôi. Sau đó là đây là để Thọ quay cái khung cảnh bên phía trong cho các bạn xem cái Lăng Từ Đức. Đây là cái khung cảnh phía trong của lăng nha. Trước khi vào cổng thì các bạn, đây là cái khung cảnh đó, cái lối vào ngay đó. Thì đó là cái cổng vào. Đó, cái khung cảnh khi mà mới bước chân vào đây ấy, thì rất là đẹp luôn. Cây cối rất là đẹp, có cái hồ sen rất là lớn luôn. Đó. Và rất là tuyệt vời nha. Đây họ trồng hoa sen, hoa súng, cây cối xanh tươi rất là đẹp. Rồi. Có lẽ ở phía trên đó là cái lối vào lăng nha. Bây giờ Thọ sẽ đứng ở đây chụp hình ở dưới đây xong rồi sẽ vào lăng sau nha. Ok, let's go. Thì một cái chú ý nữa, khi mà các bạn đi tham quan Lăng Từ Đức á, một cái điều chú ý nữa là khi các bạn đi vào đây chơi á, tham quan á, thì các bạn chú ý đến cách ăn mặc của mình nha. Nên mặc đồ dài chứ đừng có mặc cái đồ ngắn như thế này. Vì đây là một cái nơi tôn nghiêm nên các bạn cần phải chú ý cách ăn mặc, phải ăn mặc những cái đồ dài chứ đừng mặc đồ ngắn hở hang đi vào đây thì cũng không nên nha. Thì các bạn nên lịch sự đó, thì chú ý cách ăn mặc, nên mặc đồ dài chứ đừng mặc đồ ngắn vậy. Thì nơi tôn nghiêm nên các bạn mặc đồ ngắn vào đây thì nhìn nó không có phù hợp nha. Thì các bạn chú ý điều đó. Ok, bây giờ tiếp theo Thọ sẽ dẫn các bạn đi
dạo quanh ở đây nha. Ok, let's go.
Sen. Bên dưới hồ Sen người ta nuôi cá, nuôi cá rất là nhiều nha. Cá giống cá câu vậy đó, màu sắc rất là đẹp. Đây nó bên dưới, dưới cái hồ này người ta nuôi rất nhiều cá nha. Thì khi các bạn vào đây xuống đây chơi chụp hình thì cảnh nó rất là đẹp. Thì ở đây người ta có để sẵn là một xô những cái xô đựng những cái túi thức ăn cho cá nè. Thôi gần các bạn xem, người ta chuẩn bị sẵn cái xô đựng thức ăn cá trong mấy bịch nhỏ nhỏ vậy nè. Khi bạn xuống đây chơi thì bạn cho cá ăn, mấy cá nó bu lại đẹp lắm. Các bạn chụp hình. Thì ở đây là đựng cái giỏ, thì họ ở đây để cái thùng quyên góp, các bạn muốn cho bao nhiêu tiền cho nha. Sau đó các bạn lấy thức ăn cho cá, họ lấy sẵn túi nè, thì lấy thức ăn cho cá xong thì các bạn xuống xuống dưới đây quay chụp hình, quay phim cho cá ăn nha. Nó đây đây có cái bậc thang. Thì thọ xuống đây thì mấy con cá nó bu lại. Wow. Chắc mấy ngày nay ít có khách tham quan vô đây nên mấy con cá nó không ai cho ăn, nhưng mấy con cá nó hơi đói. Bây giờ thọ cho nó ăn, nó dành ăn quá chừng luôn. Wow, rất là thú vị nha. Wow, ăn cá rất là dễ thương các bạn. Một túi chắc nó ăn không đủ, một túi nó ăn mới giờ sơ qua là hết rồi. Wow, đầy cá rất nhiều, rất là đẹp nha. Bây giờ hết một túi thức ăn rồi mà mấy cá nó chắc nó cũng còn đói á, nên giờ chắc phải lên lấy thêm một hai túi nữa cho nó ăn cho nó no, chứ một túi mà nhiều con quá ăn thì nó không đủ, nhiều khi nó còn đói. Giờ thọ lên thọ lấy thêm nha. Khi bạn cho cá ăn xong hết rồi, cái túi xong thì bạn bỏ lại đây. Đó, bỏ vô thùng này để cho người ta đi lấy thức ăn mới cho cá nha. Thì bạn có thể lấy thêm hai bịch nha. Chắc một bịch nữa không đủ ăn, không đủ cho nó ăn, nên lấy thêm hai bịch. Tại vì mấy ngày này cũng ít có người vào đây tham quan nên mấy cá nó hơi đói bụng. Nhiều cá quá mà không ai cho ăn thì nó sẽ đói bụng. Đó, bây giờ thò mở ra rồi. Đây, còn xem nó lại nè. Rất là tuyệt vời nha. Giờ mấy cá nó bù lại rồi, cho nó ăn tiếp thôi. Cá đây chắc người ta nuôi cũng lâu năm rồi nên cá nào nấy nó lớn, nó bự lắm. Gần cho nó ăn thì nó sẽ bu lên. Rất là đông. Rất là nhiều con nó dành nhau nó ăn luôn. Thấy không? Họ mới vừa đổ xuống một bịch luôn mà nó ăn sơ qua là hết rồi. Ăn nhanh lắm. Đây cá bự, cá lớn rồi. Nó ăn rất là nhanh. Bây giờ đây là họ cho thêm một bịch nữa là ba bịch nha. Bịch cuối cùng. Tại cho nhiều quá thì sợ hết thức ăn thì khách sao vô thì không có gì cho nó ăn. Bây giờ họ sẽ cho mấy con cá ăn một bịch nữa. Đây. À, xem nó nổi lên nha. Rất là nhiều con, nàng cũng rất
nhanh. Wow. Thật là tuyệt vời. Wow. Nhiều con lắm các bạn. Nguyên cái hồ cá này bị mấy chục con. Con nào cũng lấy lên lớn lớn rồi. Con chắc cũng 3-4 kg. Nó bự đó. Rồi, tôi xin kết thúc phần cho cá ăn ở đây nha. Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng Thọ cũng đã tham quan xong hết cái lăng Tự Đức rồi nha. Thì ở đây cái nơi cũng rất là rộng lớn và đẹp, có nhiều cây cối rất là đẹp. Cái lăng cũng rất là cổ, rất là thú vị. Các bạn có thời gian thì đi ra Huế chơi rồi ghé thăm lăng nha, rất là ok. Thì giờ cũng đã tham quan xong rồi, trưa rồi, bây giờ cũng đi về rồi tham quan chỗ khác nữa. Nên Thọ xin kết thúc video ở đây nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye.